Đức Giêsu tiên báo cuộc thương khó lần thứ ba. Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 19. Lúc sắp đến Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Bà mẹ của hai người con ông Giê-bê-đê. Matthew chương 20 từ câu 20 đến câu 23. Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Đức Giêsu bảo: Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo: Chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Ai làm lớn phải phục vụ. Matthew chương 20 từ câu 24 đến câu 28. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ghế tượng trưng cho chức vụ và chức vị. Chính vì thế, bình thường người ta ai cũng thích ghế. Ghế trong tôn giáo cũng như ghế ngoài đời. Tìm cách có ghế, giữ ghế hay tìm cách lên một ghế cao hơn, đó vẫn là điều khiến nhiều người vất vả. Và đó cũng là điều khiến thế giới loạn lạc và xung đột. Bài tin mừng kể cho chúng ta chuyện tranh cãi giữa nhóm 12 vẫn là chuyện những cái ghế. Quan trọng nhất là hai ghế nằm hai bên tả hữu của Thầy. Khi Thầy vào vinh quang trong nước Thiên Chúa, chỉ tiếc là chuyện tranh cãi này xảy ra ngay sau khi Thầy Giêsu tâm sự riêng với các môn đệ về cuộc khổ nạn của mình. Chẳng rõ có phải Gioan và Gia-cô-bê đã nhờ mẹ mình xin giùm không. Từ chối lời xin ngây thơ của một người mẹ thương con là điều không dễ. Thầy Giê-xu có bực mình không khi phải chịu một áp lực như thế? Các người không biết các người xin gì. Điều các người xin
xa lạ với con đường thầy sắp đi. Điều các người mơ ước lại là điều thầy sắp phải quyết liệt từ bỏ: quyền lực, tiếng tăm, vinh dự. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Như thế, thầy Giê-xu thách đố nhóm 12 về khả năng chia sẻ cuộc khổ nạn với Ngài, khả năng dám uống chung một chén đắng mà Ngài sắp uống. Chỉ những ai dám cùng chịu đau khổ mới được chung phần vinh quang. Chẳng rõ các môn đệ có lường được cái giá phải trả không, nhưng họ đã vội trả lời là uống nổi. Thầy Giê-xu xác nhận chọn lựa của họ, nhưng Ngài lại không hứa cho họ ngồi hai bên tả hữu của mình. Đơn giản là vì điều đó thuộc quyền của Cha. Chuyện tranh cãi giữa các môn đệ là cơ hội để thầy Giê-xu vạch ra cách hành xử cho những nhà lãnh đạo tương lai của giáo hội. Chắc chắn nó khác với lối lãnh đạo ngoài đời, khi người ta dùng quyền uy để thống trị và làm bá chủ. Giữa anh em thì không được như vậy. Anh em không được theo thói đời. Thầy Giê-xu dạy các môn đệ điều ngược đời: kẻ làm lớn, làm đầu, phải làm đầy tớ phục vụ cho anh em mình. Tấm gương lớn nhất là tấm gương thầy phục vụ. Cuộc khổ nạn sắp đến là việc phục vụ khiêm hạ nhất của thầy. Lần đầu tiên Đức Giê-xu cho biết ý nghĩa cái chết sắp đến của mình, cái chết như giá chuộc để cứu độ muôn người. 10 môn đệ khác có còn ghen tức hai anh em con ông GBD nữa không? Nếu họ biết rằng ngồi ghế cao chính là để thấy rõ mà dễ phục vụ hơn. Lạy thầy Giê-xu, thầy không gọi chúng con là tôi tớ, thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ, thầy còn coi chúng con như bạn hữu của thầy, vì thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa thầy với Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên thầy tự nhận mình là anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người em cùng huyết nhục với thầy. Lạy thầy Giê-xu, thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của thầy. Còn thầy lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.
ngày 28 tháng 2, Thánh Romanus of Condat, khoảng năm 390 tới năm 460. Thánh Romanus và Thánh Lubicinus là hai anh em ruột. Các người có đời sống thiêng liêng hoàn toàn khác biệt nhau, nhưng lại bổ túc cho nhau một cách kỳ diệu. Thay vì chống đối nhau, họ đã giúp nhau, kết hợp với nhau để làm sáng danh Chúa. Khi Romanus được 30 năm tuổi, thì ngài rời quê hương ra đi theo tiếng gọi của các giáo phụ sa mạc. Romanus đã đi về hướng đông, băng qua rừng, qua đến núi miền Bien. Giữa nơi hoang vu đó, Romanus đã tìm thấy một vùng đất lý tưởng. Đất đai phì nhiêu có thể trồng trọt được, một ngọn suối trong lành và nơi chốn thanh tịnh xa cảnh đô hội. Romanus dừng chân và sống ở đó như các khổ tu trong sa mạc. Công việc hàng ngày là cầu nguyện, đọc sách và cày cuốc lao động. Lipisus, người em, sau khi người vợ qua đời thì cũng rời bỏ quê hương đến tu với anh mình. Rồi tiếng đồn về đời sống thánh thiện của hai anh em được loan truyền trong toàn vùng, nên có nhiều người xin đến tu hành. Số người trở nên đông đảo nên các ngài đã xây hai tu viện cách nhau khoảng 3 cây số. Romanus cai quản tu viện Condat, còn Lipisus thì trông nom tu viện Lucon. Romanus là người hiền lành dễ dãi và rất kiên nhẫn trong mọi công việc, còn Lipisus là người nghiêm khắc rất kỷ luật đối với chính mình và đối với kẻ khác. Khi trong tu viện của Romanus đời sống trở nên quá ư dễ dãi, thì Lipisus đến để sắp xếp lại một công việc, gắt gao khép các tu sĩ vào trong kỷ luật. Trái lại, khi không khí quá ư ngột ngạt buồn bã trong tu viện của Lipisus, thì Romanus lại đến đem sự dễ dãi và vui vẻ của mình làm cho tu viện trở nên dễ chịu. Hai anh em đã bổ túc cho nhau những tính tốt cũng như những thiếu sót của nhau một cách kỳ diệu lạ lùng. Một thời gian sau, khoảng năm 444, Romanus đã được nhận lãnh chức linh mục ở Byzantion do Thánh Hilary Arch phong chức. Ngoài hai tu viện nói trên, Romanus đã xây thêm nhiều tu viện ở vùng Jura, Bourges ở Pháp và một tu viện ở Đức. Người ta kể lại Thánh Romanus đến gần Geneva thì có hai người bị bệnh phong hồi đến chào đón, thì Thánh Nhân đã ôm họ. Khi Thánh Nhân đi rồi thì họ hết sức ngạc nhiên nhìn nhau vì căn bệnh Lani của họ đã lạnh hẳn. Thánh Romanus qua đời lúc 70 tuổi và được chôn trong tu viện Bôme. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.